buổi sáng ngày hôm nay trên mạng xã hội một thông tin liên quan đến giáo dục 24 giờ qua đó chính là việc sở giáo dục đào tạo hà nội và bộ giáo dục đang xác minh thông tin một số trường trung học cơ sở yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết là không thi vào lớp 10 từ tối 19 tháng 4 thì nhiều diễn đàn phản ánh về việc một số trường trung học cơ sở ở hà nội vận động thậm chí là yêu cầu học sinh lớp 9 có năng lực kém phải chuyển sang trường tư trường nghề hoặc là cam kết không thi vào lớp 10 công lập Thông tin được đưa ra vào thời điểm mà các trường trung học cơ sở đang tổ chức hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức giữa tháng 6. Ông Phạm Xuân Tiến là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đang xác minh nội dung phản ánh trên và sẽ phản hồi chính thức. Tương tự thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng và địa phương cần phải làm rõ xử lý nghiêm nếu có tình trạng nêu trên. Bộ đồng thời cũng kêu gọi những người có liên quan gửi thêm thông tin và bằng chứng. Các phản án này nếu diễn ra trong thực tế là vi phạm quyền tiếp cận giáo dục của trẻ, Luật trẻ em năm 2016 điều 16 một một có quy định trẻ em dưới 16 tuổi có quyền được giáo dục, học tập, được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục, được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.